Theo ghi nhận, một số đơn vị thi công lắp đặt phòng karaoke cho biết, trước đó khách hàng chủ yếu tìm đến để thiết kế phòng karaoke với mục đích kinh doanh. Tuy nhiên, thời gian gần đây, người dân tìm đến dịch vụ thi công phòng hát gia đình đã có xu hướng tăng cao. Sau khi nghị định ban hành của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấm các dịch vụ hát loa kẹo kéo ngoài đường gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, thì gia đình chúng tôi quyết định mua một bộ karaoke hát tại nhà. Để mua bộ karaoke về nhà hát thì chúng tôi thấy nó có nhiều cái lợi ích hơn. Một là mình đi ra ngoài cộng đồng mình hát thì đang mùa dịch Covid thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người. Và sẽ ví dụ như gặp một người mắc bệnh chẳng hạn thì tự nhiên mình lại là người mang lại một cái mầm mống cho mọi người, nên gia đình chúng tôi về đầu tư. Và một bộ karaoke tại nhà thì tôi thấy là giá cả cũng rất hợp lý. Nó dao động từ 30 đến 35 triệu thôi. Thông thường quá trình thi công một phòng karaoke gia đình sẽ diễn ra trong thời gian một buổi. Tại đây nhân viên sẽ tiến hành lắp đặt dàn máy, điều chỉnh âm thanh, lắp đặt hệ thống tiêu âm và trang trí nội thất. Nhiều gia đình đã chi hàng chục triệu, thậm chí hơn 100 triệu đồng để có được phòng hát gia đình đảm bảo chất lượng âm thanh tốt, đồng thời cách âm với khu vực xung quanh, tránh gây tiếng ồn vượt mức cho phép. Đến thời điểm bây giờ thì ở Thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì cái nhu cầu tăng đột biến và cái yêu cầu về chất lượng cũng cao hơn nhiều. Thì công ty chúng tôi nhận được một số yêu cầu ngày càng cao về cái vấn đề chất lượng đấy. Như âm thanh thì thông thường các gia đình thường sẽ đầu tư cao hơn như 6-70 triệu. Nội thất cũng sẽ đầu tư vấn đề cách âm tốt hơn, chuẩn hơn, tầm 6-70 triệu nữa. Việc người dân tiến hành xây riêng phòng hát cho gia đình không chỉ góp phần vào công cuộc bài trừ nạn karaoke tự phát, giúp đảm bảo trật tự xã hội cũng như mỹ quan đô thị, mà đây còn là một trong những biện pháp phù hợp để đáp ứng nhu cầu giải trí tại gia khi người dân đã phải hạn chế đến các quán karaoke do lo ngại dịch Covid-19.